chúng ma bị thần lôi vây khốn, không có cách nào rời khỏi nơi đây, lúc này liền trốn ở bên trong chúng sinh. Lý Trường Thọ cũng là căn cứ vào sự miêu tả của Bạch Trạch và Đa Bảo Đạo Nhân, dùng tiên thức cẩn thận phân biệt, xác định năm vị nam nữ này bị thiên ma phụ thân. Mà bị khí tức Lý Trường Thọ điểm ra quấn quanh, năm vị nam nữ này lập tức có một chút mờ mịt, lại có mấy phần khẩn trương và khủng hoảng, biểu hiện của bọn hán giống như đúc cùng với nhân tộc quanh người. Vân tiêu tế kim đấu trong tay lên, kim đấu này bắn ra năm luồng ánh vàng, trực tiếp cuốn năm vị nam nữ vào bên trong hỗn nguyên kim đấu. Sau đó, hỗn nguyên kim đấu lớn chừng bàn tay phi tốc xoay tròn ở trước người Vân Tiêu, Vân Tiêu tiên tử dùng hai tay kết ấn, quang mang phía trên kim đấu nở rộ, dọi sáng nàng ra mấy phần cảm giác thần thánh. Liên tiếp chín ấn, Vân Tiêu nhẹ nhàng đẩy hai tay, lại là năm luồng ánh vàng soi sáng ra từ kim đấu, đưa năm vị nam nữ kia về chỗ cũ. Năm người này toàn thân run rẩy, miệng sủi bọt mép, sắc mặt vô cùng trắng bệch, khí tức mặc dù yếu ớt nhưng lại chưa hề tuyệt, hao tổn hơn phân nửa nguyên khí bản thân. Lý Trường Thọ dùng tiên lực bao khỏa năm khỏa linh đan, đẩy vào trong miệng năm người này, năm người cấp tốc yên tĩnh trở lại. Một lão bà vái chào đối với Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu, hô. Đà tạ tiên trưởng, những nhân tộc nơi đây lúc này mới cùng nhau hành lễ, như là công nhận Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu vậy. Mà tiên thức của Lý Trường Thọ tiếp tục khóa chặt nơi đây, nhìn chằm chằm mười mấy người hoặc là vành mắt biến thành màu đen, hoặc là đạo vận tự thân có một chút hơi dị thường, Nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận cảm ứng. Hỗn Nguyên Kim đấu trong tay Vân Tiêu về ra đạo đạo ánh vàng, hóa thành một mặt tường ánh sáng, triệt để bao phủ nơi đây. Vân Tiêu mở miệng nói: "Nơi đây còn có tà ma tiềm ẩn, còn xin các vị an tâm chớ vội, để cho chúng ta cẩn thận phân biệt lão bà cảnh giới thiên tiên này hô." Mọi người không cần ra tiếng, yên lặng đạt tọa, đợi tiên trưởng phân biệt, đám nam nữ già trẻ này cùng nhau ngồi xếp bằng xuống, trừ hai đồng giúp vào trong lòng ngực cha mẹ vào giờ phút này hơi có một chút khẩn trương, phần lớn những người khác đều đã vô cùng bình tĩnh. So với vực ngoại thiên ma, bọn họ càng sợ bị thả giết lầm còn hơn bỏ sót hơn. Đúng lúc này, một tia truyền âm của địa tạng lọt vào tai, Lý Trường Thọ lại ra tay một lần nữa, ba cỗ khí tức phân biệt rơi vào trên người ba người nơi đây. Lão bà vừa mới nói chuyện cũng ở trong ba người này, lão bà kia đầu tiên là ngẩn ra, trong miệng còn nói. Hai vị có phải có một chút hiểu lầm hay không, phía sau cũng đã hiện ra một bóng đen kinh khủng bóng đen kêu to đối với lý trường thọ cùng với vân tiêu dường như muốn dương cánh sông lên quái vật này chỉ có hình dáng hình người đại khái thân thể càng giống như là một loại chất lỏng cấu thành bốn con mắt đỏ hồng đang tuôn ra tầng tầng làn sóng nhưng vân tiêu là bực tiên thần nào nàng cơ hồ là ở trong một cái chớp mắt thiên ma hiện thân đã ra tay hỗn nguyên kim đấu còn chưa bộc phát ánh vàng ngón tay nhỏ nhắn của nàng điểm về phía trước không gian xung quanh đầu thiên ma này xuất hiện một vòng băng đồng kết đầu thiên ma này trong nháy mắt ánh vàng bắn đến đầu thiên ma này bị ánh vàng phân giã trong chốc lát mà lão bà kia cùng với hai vị nam nữ nhân tộc khác trực tiếp bị thu vào hỗn nguyên kim đấu bên cạnh lý trưởng thọ vừa mới cầm không gian xích ra mỉm cười hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ tháp đại gia đang không ngừng cảm khái ở trong đáy lòng tiểu đồ đệ ngươi có được hay không về sau ngươi và vân tiêu cãi nhau ta cũng sẽ không giúp người cản kim đấu muội muội hắc hắc kim đấu muội muội lại trưởng thành rồi ngươi có thể tế bản tháp đại gia ra hay không để ta nói vài câu Lý Trường Thọ theo lời làm theo, nâng huyền hoàng tháp ở trong lòng bàn tay, diễn một mà. Lý Thủy Thần múa tháp Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu lại cẩn thận điều tra nơi đây, qua một hồi mới chuyển đi nơi khác, không ngừng trải rộng tiên thức ra ở bên trên phương hướng này. Cũng may, diện tích của tiểu thiên địa này không lớn, mấy vị tiên nhân tam giáo bọn hắn hao tốn nửa ngày công phu, liền hoàn toàn dò xét nơi đây một lần. Có đế thính tương trợ, bọn hắn bớt đi không ít công phu, Đợt điều tra thứ nhất liền tra được 67 đầu vực ngoại thiên ma. Thực lực của những vực ngoại thiên ma này không có cách nào dùng tiêu chuẩn hồng hoang để cân nhắc, nhưng đối với cao thủ cấp độ như đa bảo đạo nhân, triệu công minh mà nói, cũng chính là trình độ đụng một cái liền nát. Lý trường thọ truyền âm thương nghị với bọn họ đôi chút, lại cẩn thận lục soát một lần, dẫn nhân vật cảm thấy khả nghi tới một chỗ đảo nhỏ ở trung tâm đầm lầy, tổng cộng 26 người. Đa bảo đạo nhân nghiêm mặt nói. Lúc này mà lôi chưa tán, nói rõ còn có ngoại ma thiên đạo khóa chặt chúng ta chưa tìm được, thái ất chân nhân ngạc nhiên nói. Những ngoại ma này rốt cuộc là thứ gì, làm sao cảm thấy bọn hắn như là nguyên thần, lại dường như có bản thể, triệu công minh cười nói. Cái gọi là vực ngoại thiên ma, kỳ thật cũng là sinh linh. Sinh linh chính là chân linh và đại đạo cùng rung động mà sinh ra, đạo bắt nguồn từ hỗn độn, chỉ bắt quá đạo bên trong hỗn độn hải sen lẫn với nhau, không có một chút trật tự nào, cho nên hóa thành sinh linh có hình thù kỳ quái. Nếu là từ góc độ này mà nói, Lý Trường Thọ nhíu mày nhìn, 26 đối tượng hoài nghi nơi đây kia, những vực ngoại thiên ma này cũng là sinh linh hỗn độn, trên bản chất không sai biệt lắm cùng với sinh linh hồng hoang, người không biết xuyên qua từ thời không nào tới như hắn, ngược lại càng phù hợp hơn với định nghĩa vực ngoại thiên ma. Đùa thôi, đùa thôi. Hắn là đệ tử đạo môn chân chính, nữ oa nương nương cũng đã nói, thánh nhân không quan tâm những thứ này. Lại nói, Thiên đạo lão gia thừa nhận thân phận của hắn, từng đạo thiên phạt kia chính là hộ tịch hồng hoang cho hắn. Vân tiêu nói khẽ. bên trong kim đấu còn có hai đầu vực ngoại thiên ma chưa hoàn toàn tan biến. trong đáy lòng lý trường thọ khẽ động. đa bảo sư huynh có bảo vật vây khốn loại vực ngoại thiên ma này hay không? không bằng hãy tra khảo bọn chúng. tra khảo từ địa tạng, đế thính, đến thái ất, ngọc đỉnh, lại đến đa bảo, công minh, thậm chí vân tiêu tiên tử vào giờ phút này đều dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú vào lý trường thọ. triệu đại gia đỡ sâu trầm ngâm sợ chuẩn muội phu không xuống đài được, ở bên cạnh nói tiếp. Ý tưởng này mặc dù không thể tưởng tượng, cũng chưa từng có người thử qua, nhưng cũng không phải là không thể, thái ất chân nhân không khỏi lầm bẩm nói. Vượt ngoại thiên ma mà còn có thể tra khảo, đây cũng thật sự là chuyện chưa từng nghe thấy. Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, biết chính mình có một chút lỡ lời, lần này là ăn thua thiệt quyết thiếu tình báo, sau khi trở về sẽ tự phạt sao chép ổn tự kinh một ngàn lần. Ừm, chờ Linh Nga về núi lại động bút nhưng lúc này, Lý Trường Thọ chỉ có thể cười nói tiếp. Thử một lần tóm lại sẽ không lỗ. Xác thực có thể thử một lần, Vân Tiêu khẽ vuốt cầm, tế lên hỗn nguyên kim đấu, hai đạo ánh vàng bao trùm hoàn toàn hai đoàn hắc vụ, phóng tới trước mặt chúng tiên. Thái ất chân nhân tế lên cửu long thần hòa cháo, bao lại hai đầu thiên ma. Lý Trường Thọ lại không yên tâm tế khởi huyền hoàng tháp, phải ra đạo đạo huyền hoàng khí tức, ngăn ở phía trước chúng tiên và 26 người kia. Ở dưới cửu long thần hòa cháo, hai đoàn bóng đen kia đang run không ngừng, lúc này đã là vô cùng suy yếu, dần dần hiển lộ ra hình dạng nguyên bản của bọn chúng. Liền giống như hai đoàn thủy cầu rót đầy dầu đen, trên đó không ngừng nhô ra từng sợi xúc tu, phía trên xúc tu ẩn chứa một loại đạo vận tối nghĩa nào đó. Lý Trường Thọ Thầm nói Có một chút cùng loại với bạch tuộc, trước tiên dùng một chút chân hỏa đốt thử xem. Thiện, thái ất chân nhân cẩn thận từng ly từng tí thả một chút xíu chân hỏa, hai đầu vực ngoại thiên ma bản suy yếu này lập tức phát ra trận trận kêu to khí đen trên người bị nung chảy thân thể cũng bị đốt ra lộ rách thái ất chân nhân hỏi thêm một chút sấm xét, lòng bàn tay của lý trường thọ thi triển ngũ lôi chi pháp mấy đạo hồ quang điện nhỏ bé nhập vào bên trong thần hòa bao phủ đánh cho hai đầu thiên ma toàn thân run rẩy ồ có một chút thú vị đa bảo đạo nhân vén tay áo lên tiến đến trước thần hòa bao phủ lấy ra một đống pháp bảo trồng chất ở bên cạnh bắt đầu thí nghiệm từng cái. Giống như cái gì thiên lôi, địa hỏa, cương phong, lưu sa, đây đều là thao tác cơ bản. Lý Trường Thọ lấy ra mấy thứ độc đan, Thái Ất chân nhân lấy ra một chút cạn bã luyện đan, Ngọc Đình chân nhân niệm vài đoạn kinh văn tinh lọc, địa tạng thi triển một chút pháp thuật phương Tây. Thẳng đến khi Thái Ất chân nhân dùng binh khí cắt đứt một sợi xúc tu, ném tới trước mặt Đế Thính, nói một câu. Thử xem, hai mắt Đế Thính biến thành thành màu trắng nhạt trong nháy mắt, toàn thân run rẩy, mở mịt, thất thố, bất lực mà nhìn này tòa tiểu thiên địa băng lãnh này. Sống quá khó khăn, đúng lúc này, vài tiếng kêu to vang lên ở bên cạnh, lại là mấy đầu vực ngoại thiên ma phóng lên tận trời, chạy tư tán về tứ phía. Nhưng vân tiêu tiên tử chờ đợi đã lâu, tay phải vỗ vào phía trên hỗn nguyên kim đấu, mấy đạo ánh vàng bắn ra, trực tiếp cuốn bốn đầu vực ngoại thiên ma này trở về, hòa tan thành từng đoàn từng đoàn khí tức hỗn độn bên trong kim đấu. Chân trời, màn lôi bao vây tiểu thiên địa này, lập tức tan thành mây khói đa bảo đạo nhân cười nói không nghĩ tới việc này lại hoàn thành thuận lợi như vậy may mắn mà có đế thính tương trợ lý trường thọ hiếp mắt cười quét mắt nhìn đế thính bên kia cuống họng của đế thính phát ra một hồi âm thanh ngao ngao cúi đầu muốn nuốt xúc tu kia lại phát hiện ra xúc tu kia đã tự động hóa thành khói đen tiêu tán lý trường thọ nói đi thôi tất cả chúng tiên đều gật đầu đa bảo đạo nhân mở ra một tòa thổ động mấy người lập tức biến mất không thấy gì nữa Thế là, một lát sau. Hư, trong một bộ tộc nào đó, ánh mắt của một đôi phu phụ trẻ tuổi lộ ra mấy phần u lãnh, liếc nhìn nhau, dùng tiếng lòng trao đổi. Cao thủ luyện khí sĩ hồng hoang, cũng chẳng có gì hơn. Chúng ta an tâm ẩn nấp, đợi thực lực đầy đủ, liền khống chế càng nhiều luyện khí sĩ để cho chúng ta sử dụng, đánh tan huyền đâu thành, đột nhiên. Hai vị, muốn cười thì cứ cười, đôi phu phụ trẻ tuổi này sợ hãi cả kinh, lập tức liền muốn đứng dậy, nhưng từng người còn chưa có động tác, đã bị hỗn nguyên kim đấu úp vào. Vân tiêu tiên tử cùng với lý trường thọ bàn nhìn nhau cười, chờ xử lý vực ngoại thiên ma, thả đôi phu phụ này về chỗ cũ, đưa cho đan dược, nhảy trở về bên trong thổ động. Triệu công minh tán thán nói. Trường canh liệu sự như thần, thật sự lợi hại, địa tạng ở bên cạnh hơi biểu môi, vừa rồi bất quá là thủy thần mở miệng nhanh một chút, để bọn hắn ra ngoài đi một vòng liền trở về, lại để cho đế thính giám sát toàn bộ hàng ngàn tiểu thế giới phát hiện ra ba trụ cá lọt lưới điểm này địa tạng gã cũng đã nghĩ đến đa bảo đạo nhân buồn bực nói vì sao thiên đạo liền trực tiếp thu hồi thần lôi lực lượng thiên đạo nơi đây tương đối yếu kém dễ dàng bị thiên ba lừa gạt lý trường thọ giải thích như thế địa tạng lạnh nhạt nói tốt nhất là đợi thêm nửa ngày hoặc là mấy ngày lý trường thọ lại nói không thể nếu còn có cá lọt lưới, đối phương nhất định đã có cảnh giác, như vậy chỉ làm lãng phí thời gian. Hắn còn muốn vội vàng tác thành cho chuyển thế thân lịch kiếp của Ngọc Đế cùng với Phương Mẫu. Lý Trường Thọ nói Ở trong kinh văn Ngọc Đình Sư Huynh vừa đọc, có một đoạn kinh văn làm cho những thiên ma này phản ứng mãnh liệt, ta và ngươi vẫn là chia ra hành động như trước đây, lại đi một lần ở trong thiên điện này. Lần này, toàn lực niệm tụng chú văn khu ma, tiên thức điều tra từng nhà, đế thính hãy chú ý nhiều hơn, nghe lén các nơi, nếu có lỗ hổng ta sẽ hỏi ngươi đầu tiên toàn thân đế thính khẽ run rẩy suýt nữa đem địa tạng tung bay gầm nhẹ nói thủy thần yên tâm ta sẽ lấy ra mười thành thủ đoạn mà chủ nhân cũng chưa từng thấy khuôn mặt của địa tạng đen thành đáy nồi tiện tay lấy ra một chiếc nồi sắt liền ấn đế thính xuống sau nửa canh giờ bên trong tiếng tụng kinh đầy trời đầy đất một đạo bóng đen to lớn có một chút kinh khủng phóng lên tận trời có ý đồ trốn vào bên trong hỗn độn hài mà bóng đen này dựa vào cái miệng của vị thiếu niên bị trói kia, chửi ầm lên đối với đám cao thủ hồng hoang này. Ai còn dám nói vực ngoại thiên ma chúng ta gian trá, các ngươi mới gian trá, các ngươi mới làm ma, ma đạo, lúc ánh vàng chiếu rọi, mấy đạo lưu quang đạp nát bóng đen đường kính mấy trăm trượng này, thiếu niên kia yên lặng lưu lại hai giọt nước mắt đen nhánh, hồng hoang thật là đáng sợ, chúng ta liều chết đi vào để làm gì chứ, đại nhân, chân trời, khói đen đầy trời kia bị ánh vàng tách ra, thái ất chân nhân thở dài làm sao lại cảm thấy thiên ma này có một chút chết không nhắm mắt mấy thân ảnh bay tới từ nơi xa lòng bàn tay của đa bảo đạo nhân sách theo thiếu niên bị thiên ma bắt trói kia bàn tay nhẹ nhàng chấn động thân thể thiếu niên này hóa thành một đống cát bụi bay lả tả ở giữa phiến thiên điện này triệu công minh nói thiếu niên kia là không thể cứu được hồn phách đều đã bị thiên ma xâm chiếm sạch sẽ xem ra đầu thiên ma này cũng không phải là đến nơi đây lần đầu lý trường thọ chậm rãi gật đầu nhìn chăm chú vào những cát bụi lóe ra màu vàng nhàn nhạt, nhạt thoáng có một chút xuất thần mặc dù vực ngoại thiên ma tiềm ẩn sâu nhất bị buộc hiện thân nhưng ở lý trường thọ vẫn kiên trì tiếng tụng kinh vẫn kéo dài một hồi đợi mấy vị tiên nhân gặp mặt một lần nữa đa bảo đạo nhân dùng giọng điệu có một chút không chắc chắn thầm nói lần này hẳn là không còn đi đạo đạo ánh mắt nhìn về phía lý trường thọ lý trường thọ trầm ngâm vài tiếng còn không thể nói chính xác thế sự không có tuyệt đối Thái ất chân nhân cười mắng. Ngươi là muốn tái tạo lại phiến tiểu thiên này điệm một lần hay sao? Đều đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn, còn có thể bỏ sót cái gì? Lý Trường Thọ mỉm cười đối với thái ất chân nhân. Ổn đạo, chính là làm không có tận cùng. Trường canh, ngươi hãy an bài chuyện kế tiếp đi. Đa bảo đạo nhân cười nhường ra quyền chỉ huy, tất nhiên là cho Lý Trường Thọ một lựa chọn. Hiện tại sự tình đã giải quyết, cái mài nên dỡ ra có thể dỡ xuống, còn lửa nên xiết đa tạ đa bảo sư huynh lý trường thọ chắp tay một cái sau đó liền nhìn về phía người và thú đến từ tây phương giáo địa tạng siết chặt đạo tâm đế thính kẹp chặt chân sau cùng nhau nhìn lý trường thọ lý trường thọ lại cười cười chắp tay một cái đối với địa tạng lần này gạt bỏ tai họa ngầm thiên ma không thể bỏ qua công lao của đế thính bởi vì cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm kế tiếp không bằng liền mời đế thính ở chỗ này lưu thủ thêm một đoạn thời gian địa tạng mỉm cười nói lời thủy thần nói cũng coi như có lý thái ất chân nhân đút hai tay vào trong ống tay áo nhìn đế thính thản nhiên nói chính chủ còn chưa có lên tiếng người đáp ứng loạn cái gì địa tạng mặc dù đã làm đủ chuẩn bị ứng đối với âm dương quái khí của thái ất chân nhân nhưng lúc này vẫn như cũ không nhịn được sắc mặt biến thành màu đen khí tức không thoải mái triệu công minh cùng với đa bảo đạo nhân ở một bên đều cười đến hết cả mắt lần này ngược lại là lý trường thọ giải xấu hổ cho địa tạng lý trường thọ trực tiếp đổi chủ đề các vị sư huynh, chúng ta không muốn đi đến Huyền Đô thành nhìn sao, cũng không biết chiến cuộc ở nơi đó phải chăng có vũng vàng. Không thể, Đa Bảo đạo nhân lập tức từ chối, nghiêm mặt nói. Nếu Huyền Đô sư huynh không mở miệng cầu viện, chúng ta không được tùy ý đặt chân đến đó, đây là quy củ Huyền Đô thành định ra từ thời thượng cổ. Thần thông của vực ngoại thiên ma quỷ quyệt khó lường, chúng ta tùy tiện tiến đến, nói không chừng sẽ bị bọn hắn lợi dụng. Nghe lời ấy, Lý Trường Thọ cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Vân Tiêu Tiên Tử Ôn Nhu nói. Trước đây liền từng có tình huống như vậy, cao thủ tự tiện chủ trương gấp rút tiếp viện huyền Đô Thành bị thiên ma lợi dụng, dẫn phát đại chiến ở trong thành, làm phòng tuyến huyền Đô Thành cơ hồ thất thủ. Lúc này ở trong huyền Đô Thành đa số là đạo binh ngưng tụ thành, cũng là bởi vì việc này, đạo binh, đã từng nghe đại pháp sư nói qua như thế, không nghĩ tới còn có những nội tình này. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, bỏ đi ý nghĩ để cho hữu cầm huyền nhã tới nơi đầy mạ vàng, hỏi vân tiêu tiên tử thêm vài câu về vấn đề này lập tức đa bảo đạo nhân điểm ra một tòa thổ động mấy vị tiên nhân bay vào trong đó theo thứ tự trở về ngũ bộ châu đợi thổ động khép kín địa tạng cúi đầu nhìn đế thính dưới người trên trán dần dần bán ra gân xanh thân thể hùng tráng của đế thính run run vội vàng truyền âm nói dưới đáy lòng chủ nhân ta và ngươi ở dưới mái hiên của thủy thần không thể không cúi đầu ồ phải không Địa Tạng yên lặng nhảy xuống từ trên lưng Đế Thính, lấy ra một cây hàng ma sử vào một chiếc khăn tay ở trong tay áo, lau sạch nhẹ nhẹ. Đế Thính lui về phía sau nửa bước. Chủ nhân ngài chẳng lẽ không cho rằng, lần này là do ta làm ra biểu hiện, mới khiến cho thủy thần phóng cho chúng ta một ngựa? Ông, hàng ma sử đang nhẹ nhàng rung động. Ngài không phải là đang chất vấn lòng trung thành của ta đối với ngài, ở bên trong tinh quái đồ mà bạch trạch tiền bối làm ra, ta chính là biểu tượng trung tâm, chủ nhân có chuyện gì từ từ nói. Trung tâm thì liền đứng lại cho ta. Chủ nhân ngài thu trượng lại rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Khốn kiếp, lúc đầu tại sao ta lại thu ngươi? Chủ nhân ngài không thể trở mặt không nhận thú. Dừng lại. Chủ nhân ngài chính là đấu không lại thì thần, gắng gượng chống đỡ cũng không có ý nghĩa. Ha 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 ha. Trong ánh bình minh rực rỡ, một con chó lông xanh lớn phi nước đại trên không, một đạo sĩ tuổi trẻ mặc áo bào khuôn mặt thanh tú cầm hàng ma sử đuổi theo ở phía sau trong số các bộ lạc vừa trải qua thiên ma đại loạn không ít bóng người nhìn cảnh tượng này từ xa lộ ra một chút ý cười ở bên ngoài đại trận huyền đô thành huyền đô đại pháp sư đứng ở bên trong tường đống bùn đen nhìn về phía những bóng đen chạy trốn tư tán ở bên trong hỗn độn hải hơi nhẹ nhàng thở ra trường thọ ở bên kia hẳn là đã xử lý tốt rồi đại pháp sư trầm ngâm vài tiếng lại có một chút không yên lòng dù sao thì thiên ma cũng có một chút xảo trá sư đệ nhà mình mặc dù làm việc chu toàn nhưng tóm lại là tương đối đơn thuần ừm đơn thuần tại thế tục nam châu trong một tòa thành lớn mà gần đây đang náo nhiệt với một vị đại hiền chết nào đó ở phía trước cửa thư viện bảy vị thiếu nam thiếu nữ đã đứng một canh giờ từ khi mặt trời mọc liền đứng ở chỗ này vốn dĩ bọn họ cũng có một chút phê bình kín đáo cảm thấy một tiên sinh lỡ hẹn nhưng khi hoa hữu minh nói một câu đây cũng là thử thách của tiên sinh đối với chúng ta đám thiếu nam thiếu nữ này lập tức giữ vững tinh thần đứng ở trước cửa lặng lặng chờ đợi ba vị thiếu nữ ngày hôm nay không mang khăn che mặt không bao lâu gương mặt xinh đẹp đến sinh mồ hôi hoa hữu minh cũng là trong lúc bỗng nhiên bỗng nhiên phát hiện ra hạng ngưng xương ghê tầm này lớn lên còn rất đẹp tuy vẫn là hình dáng tướng mạo thiếu nữ không có từ thái xinh đẹp làm cho người ta nhìn sang một chút liền miên man bất định như oánh oánh đinh đình và sương sương tấu nhạc ở lầu xanh nhưng khuôn mặt thanh tú động lòng người càng nhìn càng cảm thấy nhìn cái gì vậy hạ ngưng sương dựng mày liễu lên khẽ nói nếu không phải tiên sinh không cho đeo khăn che mặt tóm lại là không muốn cho kẻ lãng tử lỗ mãng như ngươi nhìn thấy bộ dáng hoa hữu minh nhẹ nhàng có quắp khóe miệng mấy lần cảm thấy cái gì chứ đây chính là một phụ nhân hung hãn về sau ai cưới nhất định sẽ bị nàng khi dễ cả một đời không thể trêu vào không thể trêu vào thành thành thật thật học bản lãnh cùng với tên sinh là được. Kẹt kẹt cửa gỗ thư viện bị kéo ra, Lý Trường Thọ ra vẻ văn sĩ trung niên xuất hiện ở trước người mấy người, ngáp một cái nói một tiếng. Vào đi, Hoa Hữu Minh trợn mắt nói. Tiên sinh mới vừa tỉnh ngủ sao. Đêm qua cuồng phong mưa rào, ra ngoài chảm yêu chừng ma, Lý Trường Thọ bình tĩnh nói. Sau khi trở về có một chút mệt mỏi liền nghỉ ngơi một hồi, lời vừa nói ra, hai mắt của hoa hữu minh cùng với ba vị thiếu nam khác được thắp sáng trong nháy mắt ba vị thiếu nữ cũng có một chút hiếu kỳ hoa hữu minh vội hỏi thật sự có yêu ma sao ha 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 lý trường thọ cao giọng cười to đệ bảy người bọn hắn đi vào liền đóng cửa gỗ viện tử chắp tay đi bên trên đường lát đá ấm giọng nói trong thiên địa này người là chủ thể nhưng vạn vật sinh ra linh trí liền xưng là vạn linh bởi vậy thế gian tự nhiên đều là không thiếu cái gọi là người, linh, tiên, ma, yêu, quỷ. chỉ bất quá ở bên trong nam tiệm bộ châu này là nơi nhân tộc chúng ta tụ tập những loại khác tương đối hiếm thánh mà thôi. cái gọi là yêu ma, linh, tâm thuật bất chính là yêu, người táng tận thiên lương là ma, chỉ như thế mà thôi. hoa hữu minh nháy mắt mấy cái, cẩn thận suy tư lời như thế, trong đáy lòng lại nổi lên một chút cảm giác kỳ lạ. đều ghi lại những lời này. vào tới phòng trúc lý trường thọ Ngáp nói bảy người các ngươi thương lượng lựa chọn công khóa cụ thể nào trước đi tiên sinh ta lại nghỉ ngơi một hồi đợi buổi chiều giảng bài cho các ngươi nói xong lý trường thọ nằm ở trên ghế xích đu không bao lâu liền nhắm mắt phát ra tiếng ngáy kỳ thực đây chỉ là làm bộ tâm thần na di đến bản thể tản bộ cùng với vân tiêu tiên tử ở trên tam tiên đảo nói chuyện tâm tình uống ly nước trà giữa trưa mới cáo tử tương giao cùng với tiên tử như vậy quả thật làm cho cả người có một chút thoải mái dễ chịu sáng người đẹp mắt giọng nói mềm mại hương thơm trong mũi, núi và biển đẹp, thật sự tuyệt nhất hồng hoang. Bản thể của Lý Trường Thọ lui về tiểu quỳnh phong độ tiên môn, tìm một góc thoải mái để trốn. Lần này, hắn không chủ động trả lại tháp đại gia cùng với không gian xích. Linh Nga còn lịch luyện ở bên ngoài, Lý Trường Thọ làm sao cũng phải chuẩn bị một chút, đủ để ứng đối với tuyệt đại đa số tình huống ngoài ý muốn. Linh Nga ngược lại là vẫn luôn vô cùng an ổn, đi dạo phố ở bên trong phường trấn, uống chút trà, mua sắm, mặc dù cũng đang suy nghĩ leo lên vạn thọ sơn như thế nào, nhưng tổng thể là có một chút nhàn nhã. Ở bên trên hắc chỉ phong, đạo nhân dưới lý trường thọ mở hai mắt ra, bạch trạch ở bên cạnh cười tiến tới. Vượt ngoại thiên ma đã giải quyết xong. Giải quyết xong, lý trường thọ cười nói. Thần thông của đế thính dùng thật sự tốt. Đây chính là khắc tinh của vực ngoại thiên ma, bạch trạch vừa định tiến hành so sánh, đột nhiên liền nghĩ đến chính mình, dường như cũng bị vị thủy thần trước mắt này khắc chế, vẻ tươi cười dần dần thu liễm, ngồi ở một bên thất vọng thở dài lần này lý trường thọ thật sự có một chút không rõ ràng cho lắm hỏi bạch tiên sinh đây là sao ải thủy thần để bần đạo yên lặng một chút đi bạch tiên sinh tùy ý là được lý trường thọ lo lắng quan sát bạch trạch một hồi phát hiện ra bạch trạch cũng không có gì bất thường lúc này mới bắt đầu bận rộn sự tình của mình lưu địa tạng cùng với đế thính ở trên tiểu thiên địa kia bất quá chỉ là một bộ phận trong tính kế của lý trường thọ dựa vào cái gì chỉ có thể là tây phương giáo ra tay phân hóa tam giáo đạo môn bọn hắn mà bọn hắn không thể can dự vào tâm thái của tây phương giáo tại phủ thủy thần thiên đình lý trường thọ đổi một cỗ đạo nhân giấy bừng phất trần đi ra khỏi phủ đệ đi về hướng thông minh điện sau nửa canh giờ thiên đình truyền ra ngoài một bản hịch văn hịch văn này bị thiên binh thiên tướng đưa đến các đại phường trấn trung thần châu đưa đến linh sơn tây ngưu hạ châu rơi tại nơi yêu tộc bắc châu khởi bình tụ tập đây là một phong thư ngợi khen trong thư nói thiên ngoại có vượt ngoại thiên ma quấy phá xâm nhập vào trong tam giới có ý đồ giết hại sinh linh may mắn được thiên đạo chỉ dẫn thánh nhân lão gia cho phép tam giáo đạo môn đều phái ra cao thủ dựa vào sự cao thượng của địa tạng cùng với thần thông của đế thính quét sạch vượt ngoại thiên ma lẫn vào tam giới bên trong hịch văn thiên đình không nhắc tới ba chữ tây phương giáo một lần nào nhưng lại hết lòng tán thưởng đối với sự cao thượng của địa tạng sự huyền diệu thần thông của đế thính mặc dù không có tính khen thưởng thực chất gì nhưng cho địa tạng danh vọng khá cao. Kế tiếp chính là địa tạng cùng với đế thính trở về từ phương xa, đến lúc đó bọn họ hẳn là sẽ đặc biệt cảm động. Biểu tình của địa tạng, đoán chừng sẽ đặc biệt vui. Đáng tiếc là Lý Trường Thọ không có cách nào đi đến Linh Sơn, thấy tận mắt. Đám lão đạo ở trong nội bộ Tây Phương giáo kia lại bởi vì chuyện như vậy mà ghen tị, không có khả năng, tất cả mọi người đều là đệ tử thánh nhân, đệ tử ký danh thánh nhân, không có khả năng không có lòng khoan dung như vậy, không thể nhìn thấy người khác ưu tú, đúng không? Buổi trưa chưa qua, trong thư viện tại tòa thành lớn thế tục Nam Châu nào đó, Lý Trường Thọ mỉm cười mở hai mắt ra. Bảy thiếu nam thiếu nữ đã dùng xong cơm trưa, lúc này đang thu thập hộp cơm. Hoa hữu minh rõ ràng chưa từng làm chuyện này, có một chút tay chân vụng về gói kỹ hộp gỗ, cầm cây tăm sửa răng, con mắt thỉnh thoảng nhìn sang bên cạnh một chút. Hạ ngưng xương đang uống trà, từ thái đoan trang, cử chỉ yêu nhã, khắp nơi lộ ra một cỗ phong phạm đại gia khuê tú. Ừm khụt, lý trường thọ háng giọng, nói một tiếng, các ngươi đã thương lượng công khóa xong chưa? Bảy người nhao nhao gật đầu, ngược lại là Hoa Hữu Minh quan tâm hỏi một câu. Tiên sinh không cần ăn chưa sao? Không cần, Lý Trường Thọ cười nói. Ta không phải phàm tục, không cần ăn. Từng tờ giấy trắng bay ra từ ống tay áo của Lý Trường Thọ, bay đến trước mặt bảy người. Viết công khóa mà từng người muốn học xuống, bảy người mặc trường sam kiểu dáng giống nhau vội vàng lấy bút mực ra, cẩn thận viết mấy chữ, Lý Trường Thọ lại chụp những tờ giấy này trở về, đặt ở trong tay, ngâm khẽ nói. Thi từ, văn chương, tiên thuật, số học, bình pháp, Lý Trường Thọ vừa dứt lời, nhìn hai chữ siêu siêu vẹo vẹo trên đó, cười nói. Vì sao Hữu Minh muốn học binh pháp, Hoa Hữu Minh đứng dậy, ôm quyền đối với Lý Trường Thọ, khuôn mặt mang theo một chút đắc ý, cất cao giọng nói. Học sinh về nhà suy nghĩ một đêm, đã hiểu được chỗ thiếu hụt của mình. Công phu quyền cước, đạo pháp tiên thuật ở nhà đều có người dạy ta nhưng binh pháp chi đạo người tài trong phủ lại không nhiều tiên sinh là hiền giả đại tài nhất định là không gì không biết ta nhất định phải nắm chắc những thứ này lý trường thọ cười nói người có biết tiên pháp mà tu sĩ không kém phàm nhân bao nhiêu ở phủ ngươi truyền cùng với tiên pháp của ta trình lệch lớn cỡ nào không hoa hữu minh sững sờ nhỏ giọng hỏi chênh lệch rất lớn sao ha 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 Lý Trường Thọ ngửa đầu cười to, Hoa Hữu Minh có chút xấu hổ vò đầu. Hạ Ngưng Sương ở gần y trừ nhỏ một tiếng. Đồ ngốc, hôm qua tiên sinh đã từng nói, tiên sinh sẽ cùng nhau chuyển thụ công khóa mà chúng ta đề ra, ngươi còn hối hận cái gì? Hoa Hữu Minh chừng mắt nhìn Hạ Ngưng Sương, Hạ Ngưng Sương quét ánh mắt qua, thiếu tướng quân lại rụt cổ một cái. Lý Trường Thọ nói. Vậy chúng ta liền tạm định ra năm môn công khóa này, xế chiều hôm nay sẽ giảng thi từ và tên thuật trước. Phải nhớ kỹ, ta sẽ không truyền cho các người bí thuật gia tăng thọ nguyên thứ này sẽ nhiễu loạn bệnh số sinh lão bệnh tử ta sẽ chỉ truyền cho các người một chút thủ pháp cốn địch đơn giản ví dụ như thuật thao túng dây thừng lý trường thọ gầy nhẹ ngón tay đai lưng của hoa hữu minh đột nhiên hóa thành một sợi dây thừng trói gô tên gia hỏa này mà hoa hữu minh dừng đột ngột không kịp khống chế cân bằng kêu nhẹ một tiếng đợp về phía hạ ngưng xương hạ ngưng xương bất quá chỉ là nữ tử yếu đuối lúc này sao có thể tránh né liền nghe được hai tiếng ai nha bàn thấp rung động loảng xoàng hạ ngưng xương nhắm mắt thở nhẹ lúc lại mở mắt vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt có chút ngốc của hoa hữu minh sau đó bốn mắt nhìn nhau không tự giác liền nghe được tiếng tim đập thùng thùng nhà gỗ lập tức yên tĩnh trở lại đôi trai gái quay đầu nhìn xung quanh trong lòng mỗi người đều có chút lo lắng thiếu niên góp đủ số bên trong xó xỉnh nào đó yên lặng cúi đầu cảm giác chính mình bị đại hiền chọn chúng chưa chắc đã là chuyện tốt bên trong ghế bành lý trường thọ hiếp mắt cười dương dương tự đắc mặc dù chuyển thế thân lịch kiếp của hai vị đại lão lúc này chỉ mới biết yêu, nhưng cảm tình lại có thể từ từ bồi dưỡng vì lý do ổn thỏa giữ lại những kỷ niệm chung cũng tốt. Lúc này hạ ngưng xương đã lấy lại tinh thần, khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn hoa hữu minh. Ngươi, ngươi vẫn chưa chịu dậy, dây thừng chói trên người hoa hữu minh cởi bỏ trong nháy mắt, y cố tự chấn định, vội vàng nhảy lên, lại nắm chặt nắm đấm ho khan nói. Xin lỗi đã đụng phải ngươi, đừng, đừng tức giận hư hạ ngưng sương gửi lạnh một tiếng ngồi xuống một lần nữa sửa sang lại vật trang sức ra vẻ không có chuyện gì phát sinh liền nghe hoa hữu minh ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì cũng thật đẹp mắt ấy đừng hiểu lầm ý của ta là hai sợi lông ở trong lỗ mũi của ngươi toàn bộ phòng trúc yên lặng một lần nữa lý trường thọ nguyên bản đang mỉm cười vào giờ phút này cũng là mắt tối sầm lại suýt nữa liền tự thiêu cỗ đạo nhân giấy này hoa hữu minh một tiếng mắng mỏ giận dữ hạ ngưng xương cầm một cây bút lông lên liền xông tới hoa hữu minh đứng dậy liền chạy hai người truy đuổi đùa giỡn một hồi ở bên trong phòng trúc hai đôi thiếu nam thiếu nữ hoặc là đã có hôn ước hoặc là đã chú định nhân xuyên kia mỉm cười nhìn lý trưởng thọ cũng không ngăn cản nhớ tới hình ảnh thanh xuân tuổi trẻ đám đó bên trong xó xình người góp đủ số dường như không có quan hệ với đùa giỡn nằm yên lặng ở trên bàn tất cả đều là số mệnh không chúng ta không thể tin vào số mệnh dương thiên hữu hắn sau này nhất định phải nghịch tập trở thành đầu bếp hay là nguyên liệu nấu ăn, đây là một vấn đề. Bạch Trạch duy trì bản thể, ngồi ở kia thở dốc một hơi dài, quay đầu lướt nhìn hóa thân thủy thần nhắm mắt đả tọa ở bên cạnh đầm nước, nhìn hình ảnh chiếu ra trong đầm nước, thoáng có một chút xuất thần. Cuộc sống của thủy thần, quả nhiên là phong phú làm cho thú ghen tị. Lại vừa phải quan tâm sự tình thiên đình, lại vừa phải nghĩ biện pháp tính kế phương Tây cùng với yêu tộc, còn phải lo lắng thay cho tiểu sư muội lịch luyện ở bên ngoài, ngẫu nhiên còn phải tiếp nhận việc phải làm của thánh nhân, ra ngoài đánh một chút vực ngoại thiên ba thuận tiện nói chuyện phiếm khoác lác nói chuyện nhân duyên cùng với cao thủ tam giáo ở trong nửa năm gần nhất này thì thần càng là gánh vác nhiệm vụ dạy bảo truyền thế thanh lịch kiếp của ngọc đế cùng với phương mẫu mặc dù mỗi lần nhắc đến việc này thủy thần đều sẽ khoát tay nói chuyện này không tính chuyện này không tính như vậy làm sao có thể xem như là lão sư của ngọc đế bệ hạ nhưng bạch trạch luôn cảm thấy thủy thần có thể tiêu tốn gần một phần ba tinh lực ở bên trên việc này tất nhiên là thật sự vui vẻ, nào giống như bạch trạch y, mang danh là thủy thú, yêu soái về hưu, hiện nay trừ ngẫu nhiên giúp thủy thần xét duyệt kế hoạch, liền chỉ có thể tưởng tượng theo đuổi cực hạn mỹ vị như thế nào, cuộc sống dưỡng lão, an nhàn, lại buồn tẻ. Bạch trạch lại đúng giờ liếc nhìn tình hình trong đầm nước, y vô thức liền thu hồi ánh mắt, đột nhiên run lên. Lần này Linh Nga ra ngoài phường trấn, dường như bay có một chút xa. Thủy thần, thủy thần. Ừm, đạo nhân giới lý trường thọ ở bên hồ mở hai mắt ra trong mắt lớp loé tinh quang lại lập tức ẩn lui thừa dịp ngày hôm nay thư viện không cần nhập học lý trường thọ mới vừa ngộ đạo tu hành không cần bạch trạch nhiều lời lý trường thọ lập tức nhìn về phía hình ảnh trong đầm nước chiếc lông vũ dài trên đỉnh đầu bạch trạch lấp lánh sáng người một lần nữa hình ảnh trong đầm nước lập tức càng thêm rõ ràng quân đoàn đạo nhân giới lý trường thọ an bài ở lân cận linh nga lập tức thi triển đội pháp đi theo vào giờ phút này linh nga đang chạy trên đường mây hướng đến vạn thọ sơn Nàng thay một bộ váy dài tươm tất, áo mỏng thêu mây, tóc xanh mềm mại, đôi mi thanh tú lưu luyến, tuy đã che giấu dung mạo, lại vẫn không giảm cảm giác thanh tú. Nàng sao lại đột nhiên muốn đi tới thử một chút? Lý Trường Thọ lẩm bẩm, lập tức nhất tâm đa dụng, tiếp tục nhìn chăm chăm Linh Nga, bạch trạch cười nói. Có lẽ là đã suy nghĩ rõ ràng, tiếp tục trì hoãn bất quá cũng chỉ là lãng phí thời gian, đi tìm kiếm vận may sớm một chút vô luận thành bại cũng đều có thể sớm ngày trở lại bên cạnh sư huynh của mình. Lý Trường Thọ cong khóe miệng lên, lạnh nhạt nói. Nhìn nàng chơi đùa mỗi ngày tại thành trấn trong đoạn thời gian này, cũng là có một chút vui vẻ. Như vậy không giống nhau, Bạch Trạch chưa chọc nói. Đối với Linh Nga mà nói, vui vẻ không có sư huynh là không hoàn chỉnh. Lý Trường Thọ trừng mắt nhìn đầu bếp nào đó, Bạch Trạch lập tức chôn đầu vào móng guốc của mình, cười tùm tìm, hơi ngẫm nghĩ, bản thể của lý trường thọ rời khỏi tiểu quỳnh phong trực tiếp làm lơ đại trận hộ sơn bản môn thì triển thổ lộ đi về hướng tây ngư hạ châu trước đây chưa chủ động trả lại thánh nhân lão gia cũng không thu hồi tháp đại gia cùng với không gian xích dần núi cùng với bản thể một lần nữa nói thật lưu tháp đại gia ở bên người là thật tốt linh bảo không cần tu hành tháp đại gia yêu thích nhất là bị thần binh lợi khí đập yêu thích thứ hai chính là nói chuyện phiếm đánh giám cùng người nửa năm này, tháp đại gia cùng với không gian xích nói chuyện phiếm nhàm chán thường xuyên thúc lý trường thọ đi đến tam tiên đảo gặp kim đấu muội muội hoặc là đi đến thánh mẫu cung bài kiến thánh mẫu nương nương chào hỏi hồng tú cầu muội muội cứ thế mãi làm cho lý trường thọ cũng đều có một chút hòa mắt chóng mặt đây chính là đại giới sử dụng loại linh bảo phòng ngự cực phẩm sao thanh tính vô vi đại đạo của thái thanh lão sư thật sự lợi hại tinh thần có thể chịu được nhiều linh bảo ô nhiễm như vậy ách giống như thái thanh lão sư sẽ trực tiếp phong ấn linh bảo đến thời điểm dùng lại giải trừ phong ấn trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, không gian xích lóe ra một chút sáng người, tốc độ bay của hắn lập tức nhanh hơn một chút. Ở bên kia, Linh Nga đã cưỡi mây bay đến phụ cận vạn thọ sơn. Nàng ngừng một hồi ở trên không, hơi suy tư, cầm khối ngọc phù kia trong tay. Chữ viết bên trong ngọc phù vẫn là nhắc nhở về nhiệm vụ lịch luyện kia, nhưng Linh Nga phải làm, chính là giao ngọc phù ở trước mặt cho chấn nguyên đại tiên. Ngẫm nghĩ, Linh Nga đưa tay trái vào bên trong tay áo, lấy ra, phải trái tiên quả, cũng không thể tay không đi bái phòng đại năng viễn cổ trấn nguyên đại tiên linh nga cưỡi mây tiến về phía trước chậm rãi bay đến một trăm dặm phía trước vạn thọ sơn ngọn núi này không lạ không cao giống như một cái trống nhỏ nhô ra ngoài đồng bằng nếu miêu tả chính xác thì nên gọi nó là sườn núi vạn thọ một làn gió nhẹ thổi vào mặt linh nga chỉ cảm thấy nửa bước khó vào bị không gian ôn nhu nơi đây cực tuyệt nàng tất nhiên là không có một chút ngoài ý muốn nào xem ra luyện khí sĩ đến vạn thọ sơn kiếm một chút cơ duyên đãi ngộ nhận được đều là như vậy nhìn về hướng đỉnh núi, giữa đám cây cối tươi tốt, có thể nhìn thấy một góc của đạo tràng, nơi đây không có tiên quang, cũng không có điểm lành, càng khôn. Tu điểm cao cấp như Khánh Vân, Linh Nga có thể nhìn thấy linh thú chơi đùa trên núi, tiên hạc phụ cánh bên cạnh hồ nước, chăm chim bay lượn trên rừng. Cẩn thận cảm ứng, đạo bên trong thiên địa dường như cũng ẩn ở chỗ này, phía trước chỉ là nơi dành cho người phàm. Làm sao lại có cảm giác, có cùng mùi vị với tiểu Quỳnh Phong? Linh Nga khẽ hít một hơi, liếc nhìn đá cảm ứng đậm màu, tự biết có không ít tiền thức đang khóa chặt ở trên người mình, không khỏi nghĩ đến, sư huynh hẳn là đang nhìn được hiện của mình. Vái chào đối với phía trước, Linh Nga dùng giọng thanh thúy hô. Vãn bối là đệ tử đạo thừa nhân giáo, ngày hôm nay đến đây là bái kiến địa tiên tri tổ tiền bối, thay cao nhân nhân giáo chúng ta đưa một phong thư, phía trước im ắng, cũng không có một chút đáp lại. Linh Nga khẽ nhíu đôi mi thanh tú, lại hồ như thế hai lần. Đúng lúc này, bên cạnh có tiếng người truyền đến lại là một đạo nhân hơi mập bay lên không trung từ khu rừng phía dưới cười nói đừng phí tâm nữa đạo hữu nơi này có đại trận thanh âm không thể truyền vào lại nói thanh âm coi như có thể truyền vào ngươi lại làm sao có thể bái kiến được ai đạo nhân hơi mập này run run nhìn từng tia từng tia lưu quang chậm rãi hội tụ trước mặt linh nga những tiên quang này ngưng tụ thành một cánh cửa trong cửa lại có kết giới một tia đạo vận bình thản hùng hậu liên miên xa xăm bay ra, cùng với tiếng nói giả cỗi. Khách quý đến nhà, xin mời đi vào, Linh Nga nháy mắt mấy cái, ngọc phù trong tay có một chút lấp lóe sáng người, một nhóm chữ trong đó chậm rãi biến mất, hóa thành một phong thư ngắn gọn. Linh Nga vội vàng liếc nhìn nội dung phong thư, phát hiện ra thật đúng là do cao nhân nhân giáo viết, là khoản đúng là huyền đô tiểu pháp sư. Một tia truyền âm của Lý Trường Thọ chui vào trong tay Linh Nga, nói chính là, Lần này chỉ là lần đầu bái phòng, không nên hỏi vị đại tiên này quá nhiều vấn đề, liền nói là được cao nhân nhân giáo chỉ điểm, đến đây hỏi thăm cách tu hành địa tiên tri đạo. Sư Huynh, Linh Nga chấn động tinh thần, lập tức tràn đầy tự tin, bay vào trong kết giới trước mắt. Cảnh sắc ở lân cận vạn thọ sơn không có nửa điểm biến hóa, hiển nhiên là tồn tại đại trận không gian cực kỳ cao minh, dường như đã mở ra một thế giới mới. Nhưng mà, Lý Trường Thọ vốn cho rằng Linh Nga có thể ở bên trong ngũ trang quan ít nhất một hai canh giờ, nhưng linh nga bất quá chỉ chốc lát liền phiêu nhiên mà ra cưỡi mây bay về hướng đông lúc này linh nga cố ý cầm ngọc phù mang theo đạo vận của trấn nguyên đại tiên trong tay những người chú ý đến nàng tự nhiên biết nàng chỉ là thay cao nhân đưa tin lại được trấn nguyên đại tiên hồi âm trong lúc vô hình tăng lên không ít lai lịch cho chính mình làm cho tình cảnh bản thân không đến mức rơi vào nguy hiểm kỳ thật linh nga cũng đã rất ổn tiên tử có thể đi vào ngũ trang quan nơi đây ai dám trêu chọc nhất là bốn chữ mà trấn nguyên đại tiên nói kia khách quý đến nhà. Vô kinh vô hiểm rời khỏi phạm vi vạn thọ sơn, Linh Nga đột nhiên thi triển phong độn, cấp tốc chạy tới phường chấn chính mình đặt chân trước đây. Nàng mới tiến vào từ cửa Tây, lập tức liền đi ra từ cửa Đông, lúc rời khỏi phường chấn đã đổi dung mạo, hóa thành một lão bà cảnh giới thiên tiên, đi về hướng Nam Thiệm Bộ Châu, muốn đi vòng từ Nam Châu trở về Đông Thắng Thần Châu. Tại phương diện phản trình sát này cũng rất xích sao. Tất nhiên, muốn làm cho sư huynh nhà mình choáng váng, vẫn là còn thiếu một chút xíu hỏa hầu. Linh Nga hiển nhiên là đã sớm chế định được đường đi về nhà hoàn chỉnh, lúc này hoàn thành nhiệm vụ, trong đôi mắt đẹp ứa ra ánh sáng xanh, qua thế tục, sung đầm lầy, vượt qua ranh giới lục địa, lao thẳng tới sơn môn độ tiên môn, nhằm không để lộ dấu vết, Linh Nga nâng cao 12 phần tinh thần, mỗi khi bay được vạn dặm liền thay đổi dung mạo một lần. Nàng tự nhiên biết, đây đều là nội dung sư huynh khảo hạch, cho nên đã ứng phó toàn lực, không dám người biếng trước nào. Mấy ngày sau, ở phía trước sơn môn độ tiên môn, Linh Nga áp chế tay nhỏ kích động của chính mình, cưỡi mây trắng, khôi phục lại sáng vẻ ban đầu, ngâm Nga làn điệu dân gian, đi về hướng Sơn Môn. Tới Sơn Môn, Linh Nga lấy ra lệnh bài trưởng môn, cùng với hai túi tràn bảo nang đầy đan dược và dược thảo, tràn đầy vui vẻ hiếu kính cho mấy vị lão tiền bối canh cổng, nói đây là chính mình đi ra ngoài lịch luyện đoạt được. Sau một hồi không được không được, vậy làm sao được, Linh Nga cưỡi mây bình tĩnh bay về hướng tiểu Quỳnh Phong, để lại mấy vị lão đạo tán dương đủ kiểu. Bản thể của Lý Trường Thọ tất nhiên là đã sớm một bước chạy về bên trong môn phái, thuận tiện thả đạo nhân giới công chúng về từng cái phương hướng sơn môn. Thực hổ thẹn, chỉ là một chút xíu lực lượng hộ vệ. Cưỡi mây qua rừng hoang, phương tâm ghét sự chậm chạp. Khi Linh Nga bảo trì bình tĩnh qua mấy tầng đại trận, thấy được thân ảnh quen thuộc đứng dưới cây liễu bên hồ, rốt cuộc cũng không kìm nén được. Nàng gieo hò một tiếng, bay nhanh về hướng Lý Trường Thọ, trong miệng hô to. Sư huynh, ta còn sống trở về. Lý Trường Thọ nguyên bản sụ mặt, quả nhiên là bại bởi câu la lên, này cười gật gật đầu, cũng không cự tuyệt tay nhỏ Linh Nga mở ra. Nàng đúng như là yến về tổ, liền đụng vào trong lồng ngực của sư huynh như vậy. Lý Trường Thọ thoáng có một chút do dự, hai tay chắp sau lưng tự nhiên rủ xuống, vào thời khắc muốn nhấc lên, Linh Nga lại đột nhiên hoàn hồn, gương mặt xinh đẹp đỏ thấu trong nháy mắt, lập tức nhảy ra về phía sau, vui vẻ đầy ngập hóa thành một tiếng nấc. Lý Trường Thọ bình tĩnh đưa tay sửa sang cổ áo, nói: lần này lịch luyện thu hoạch như thế nào biểu hiện của linh nga lúc này đã là chứng minh hiệu quả lịch luyện như thế nào nàng ép sự ngượng ngùng của chính mình xuống khuôn mặt mặc dù đỏ lại không bốc hơi hạ thấp người hành lễ đối với lý trường thọ nói khẽ đa tạ sư huynh an bài lịch luyện lần này sư muội thu hoạch rất nhiều lý trường thọ cao mày nói thu hoạch rất nhiều chính là trở về cũng đều không xem xét đây có phải là ta hay không liên tới gần không có một chút để phòng nào như vậy sao khuôn mặt nhỏ nhắn của linh nga sệ xuống vô thức liền muốn giả khóc bán đáng thương nhưng lại lập tức nghĩ đến điều gì vô cùng tự tin nói một tiếng nếu sư huynh đứng nơi đây cũng đều không phải là sư huynh ta đây coi như lại chú ý cẩn thận chỉ sợ là cũng không sống được lời muội nói cũng có mấy phần đạo lý lý trường thọ gật đầu biểu thị khen ngợi lần này xác thực đã trưởng thành hơn rất nhiều linh nga mừng khớp khởi cười một tiếng khẽ nói còn có cái ôm, cái ôm vừa rồi kia, cũng là thay vân tiêu tỷ tỷ đưa cho ngươi, ách, không xong, nói lỡ miệng, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Các ngươi gặp nhau, hình như đã rất lâu, Linh Nga xoay động nhãn châu, lập tức chuyển chủ đề. Sư Huynh, ta đã được một món bảo bối, mau nhìn, một quả nhân sâm được Linh Nga nâng ở trong lòng bàn tay. Sư phụ ăn thứ này, thọ nguyên có thể tăng gần 5 vạn năm, ta chính là cầu được từ chỗ của chấn nguyên đại tiên. Linh Nga vội vàng đưa hồi âm chấn nguyên đại tiên cấp cho nhân giáo tiểu Pháp sư một khối ngọc phủ khác, nhét vào trong tay của Lý Trường Thọ, vứt lại một câu. Ta sẽ đưa cho sư phụ trước, sau đó liền nhanh như chớp chạy tới nhà tranh của tề nguyên lão đạo. Nhà đầu này, quả nhiên là cũng không muốn nhìn hắn cùng với vân tiêu tiên từ tiến triển quá nhanh. Lý Trường Thọ chắp tay than nhẹ, quay người trở về bên trong đan phòng, liếc nhìn lời khách sáo chào hỏi đơn giản bên trong ngọc phủ, tâm thần chuyển đến Nam Châu. Sự tình hữu cầm huyền nhã lên trời, lý trường thọ đã quyết định trì hoãn không có gì khác tạo thế tuyên truyền cho huyền nhã chắc chắn sẽ náo ra các loại động tĩnh sẽ xuất hiện rất nhiều nguy hiểm bây giờ đại lão phe mình huyền đô đại pháp sư không có ở bên trong ngũ bộ châu lựa chọn ổn thỏa nhất chính là muốn giảm bớt sự vụ như vậy mặc dù kế hoạch thiên đình chiêu binh sẽ chịu một ít ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng không tính là quá lớn chỉ là thiếu một chút hiệu quả tuyên truyền cũng có thể làm cho thực lực của huyền nhã lại đề thăng một đoạn nhỏ tại thế tục nam châu trong thư viện lý trường thọ đã chấp giáo nửa năm đạo nhân giấy làm bộ nghỉ ngơi mở mắt ra bên ngoài phòng trúc ba vị thiếu nam đang tu hành tiểu pháp thuật thực dụng như đá rơi ba vị thiếu nữ đọc thi từ diễn cảm ở bên trong rừng trúc phía xa mà người góp đủ số ở trong phòng trúc kia đang dựa bàn viết gì đó lý trường thọ đứng lên ấm giọng nói tiểu hữu vì sao không luyện tập pháp thuật thiếu niên dương thiên hữu vội vàng đứng dậy trả lời hồi bẩm tiên sinh ta đang ôn tập số học mấy môn pháp thuật này ta đều không học được, chỉ là cản trở mọi người. Vậy cũng phải học, về sau cũng có được bản lĩnh phòng thân, sự do người làm, đừng có xem thường từ bỏ, Lý Trường Thọ cổ vũ hắn hai câu, liền nói một tiếng đối với bên ngoài. Hữu Minh, mang tiểu hữu đi qua. Được rồi, hoa hữu Minh dùng hai bức liền nhảy tới, nhếch miệng cười, Dương Thiên Hữu vội vàng hướng về phía trước, hô vài tiếng. Đại ca, như là tiểu tùy tùng, đi theo phía sau hoa hữu minh lý trường thọ không khỏi híp mắt cười khẽ thêm một năm nữa muội muội của hoa hữu minh sắp ra đời rồi chính là sắc đẹp bất phàm được ngọc đế bệ hạ đặt cho đồng dạng hẳn là mẹ của dương tiễn nếu dương thiên hữu ở nơi đây chính là dương thiên hữu mà hắn biết kia cuộc nhân duyên vượt qua trần tục này cũng có thể được giải thích ngày đó lúc giữ lại bảy người bọn hắn lý trường thọ vốn không có để ý đến cái tên này cũng là cách đây mấy ngày lúc tu hành đột nhiên nghĩ đến vị dương thiên hữu này là ai Tại sao lại có câu nói Dương Thiên Hữu chính là Kim Đồng Thiên Đình chuyển thế? Lý Trường Thọ cẩn thận ngẫm nghĩ, lại âm thầm kiểm chứng tại Thiên Đình, vị Dương Thiên Hữu này chỉ là người bình thường, không có lai lịch gì, từ chất cũng không có gì đặc biệt. Xem chừng, hẳn là đến lúc đó Ngọc Đế Bệ Hạ không đành lòng ngăn cách muội muội và muội phu, liền âm thầm tăng thêm chút lai lịch cho Dương Thiên Hữu, như thế cũng bảo đảm được uy vọng của Thiên Đình, mặt mũi của Ngọc Đế. Nói thật, chuyện xưa của Dương Tiễn cũng rất thảm. Cha mẹ Dương Tiễn sinh ba người huynh muội, đại ca và phụ thân cùng chết ở trong tay thiên binh mẫu thân bị trấn áp dưới đảo sơn bản thân dương tiễn mang theo muội muội lè loi hưu quạnh san nan bái sư lý trường thọ cũng không nhớ rõ có quan hệ chi tiết hơn nữa truyền thuyết nhị lang thần cũng là mỗi người nói một kiểu có chuyện nói lúc dương tiễn phá núi cứu mẹ đào núi cứu mẫu thân ra nhưng mẫu thân bị phơi nắng lâu ngày đã chết cho nên dương tiễn hy hận trong lòng đối với thiên đình tuy được thiên đình phong thường lại mang hận ý đối với cựu cựu của chính mình viết xuống một câu nghe điều không nghe tiên có một điểm ở đây mà Lý Trường Thọ đã chú đến từ trước đây, lại đặc biệt để ý Dương Tiễn là sau khi đạt được thần vị thiên đình, nhập đại kiếp phong thần, đi theo sư phụ Ngọc Đình chân Nhân bảo vệ Trung Quốc, tất nhiên, đây là những câu chuyện xưa nguyên bản. Tại danh giới Tây Nam Bộ Bắc Câu Lô Châu, tại địa phương yêu tộc tụ tập, so với vài thập niên trước, bộ dáng ở nơi đây đã thay đổi hoàn toàn, đất đai khô nứt, suối núi khô cằn, khắp nơi không có sự sống, nhiều ngọn núi đã biến thành núi chết, không có gì khác chúng yêu tụ tập ở nơi đây kháng thiên chống lại thiên đạo những tiết mục mà các bộ thiên đình thực hiện kia ngoại trừ xí thần điện đều đã không còn liên tục phát lực dù sao thì dày vò lâu lớp da của những yêu tộc này sẽ dày lên các thành viên cấp cao yêu tộc là thật sự không nghĩ tới thiên đình lại có thể nhẫn nhịn như thế ban đầu phát ra hịch văn thảo phạt thiên thiên đình dùng các loại thủ đoạn phản chế chính là không phát binh thảo phạt yêu tộc bọn hắn sau đó tại đại chiến bắc châu thiên đình và đại quân tham chiến một phương yêu tộc bị thủy thần cưỡi bạch trạch làm sập tâm tính không những không thể đánh đau thiên đình ngược lại còn đánh cho tâm can của chính mình run rẩy bọn hắn cần một lần đại thắng sau đó mang theo thắng thế đàm phán cùng với thiên đình logic rất đơn giản quá trình cũng rất là rõ ràng nhưng vị thủy thần thiên đình kia lại là hoàn toàn không cho cơ hội